Một em áo thun nam polo vải cá sấu co giãn 4 chiều với mức giá giảm gần 50%, 69.000 đồng. Với chất liệu sử dụng vải thun cô tông 4 chiều co giãn mát mẻ, thấm hút mồ hôi tốt và thoáng mát. Với rất là nhiều màu sắc và size khác nhau, các bạn có thể tha hồ lựa chọn. Với kiểu dáng là ôm, nếu quý khách thích mặc rộng và người có bụng thì có thể lấy to hơn một size. Các bạn có thể mặc để chơi thể thao, đi làm công sở, đi du lịch, dạo phố hay đi tiệc cùng với bạn bè đều được nha. Sản phẩm đang được bán trên một shop yêu thích trên Shopee với mức giá là 69.000 đồng, giá đang giảm 42% nha các bạn. Đường link sản phẩm mình đặt sẵn bên dưới phần comment của video các bạn nhé. Mua của shop 2 lần rồi, áo rất đẹp, giá lại rẻ. Hình ảnh mang tính chất nhận xu nên mua nhé mọi người cho shop 5 sao. Đây là một mẫu áo thun polo nam được rất là nhiều bạn nam lựa chọn. Giá lại đang giảm rất là sâu nên các bạn nếu có nhu cầu thì nhanh tay đặt hàng nha. Xin chào và hẹn gặp lại.